Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Kiến thức dược thảo với Lưu Mỹ Linh và Phạm Khanh. Thưa vị, phần đầu của chương trình thì chúng tôi đã giới thiệu cho quý vị về nhân sâm trường thọ của công ty Princess Lifestyle giúp cho chúng ta bồi bổ cơ thể từ bên trong. Còn phía bên ngoài thì sao? Đặc biệt là trên gương mặt thì ai cũng muốn trẻ đẹp hết. Thì công ty Princess Lifestyle lại có một cái sản phẩm mỹ phẩm đặc biệt nữa. Phạm Khanh xin mời Lưu Mỹ Linh. Trước khi chúng ta nói về mỹ phẩm trong chương trình Talk Show ngày hôm nay thì quý vị biết là tất cả những sản phẩm công ty quý vị mua 6 được tặng 1, ngay cả nhân sâm trường thọ cũng thế. Quý vị có thể mua nhân sâm trường thọ với lại sữa ông chúa hoặc là nhân sâm trường thọ từng viên thì quý vị cũng được mua 6 tặng 1. Quý vị cứ yên tâm để sử dụng những cái loại dược phẩm này. Nói đến bộ kem mỹ phẩm của công ty dược thảo Princess Lifestyle, quý vị nhìn thấy trên màn hình gồm có một set, tức là một bộ như thế này, gồm có 5 sản phẩm ở bên trong. Bây giờ chúng ta bắt đầu từ đâu nhỉ? Mỗi một ngày chúng ta trước hết là phải rửa mặt cho sạch sẽ, đó là cái yếu tố căn bản để có được một làn da tươi sáng. Thì chúng ta bắt đầu với đây gọi là cleanser, tức là cái loại kem để rửa mặt. Nhưng mà cái kem này nó có cái chức năng là làm cho da của chúng ta trắng da. Rất là quan trọng. Một ngày với những cái khói bụi bên ngoài sẽ làm chúng ta làn da chúng ta bị sạm lại, bị đen đi. Và nếu như rửa rửa da không có sạch thì lâu ngày nó sẽ tích tụ những cái chất bẩn ở trong lỗ chân lông và nó tạo ra mụn và làm cho làn da chúng ta bị sần sùi và bị sạm. Thì đây là một cái loại sữa rửa mặt làm trắng da, sáng da và se lỗ chân lông. Chúng ta rửa một ngày 2 lần, nam cũng như nữ đều có thể sử dụng được, thưa quý vị. Và phần thứ hai quan trọng không kém đó là làm sao khi mà chúng ta tẩy hết những cái chất dơ bẩn ở trong da mặt thì chúng ta phải làm cho lỗ chân lông nó khít lại. Thì với cái loại này gọi là toner để siết cái lỗ chân lông và điều chỉnh lại cái pH balance ở trên làn da của chúng ta thoa lên cũng như là 2 ngày 1 lần, giống như kem để chúng ta rửa mặt vậy. Và tới cái step thứ ba thì chắc là nam giới sẽ không sử dụng cái này nhiều đâu, bởi vì cái này nữ giới thích hơn, các ông thì thích đơn giản hơn một chút. Thành ra phụ nữ thì sử dụng cái này gọi là một loại serum. Serum này làm trắng da, làm săn da và đặc biệt là nó kích thích cái chất collagen ở dưới cái biểu bì của chúng ta để cho chúng ta có được cái sự đàn hồi ở trong làn da, tức là làn da săn chắc, mịn màng và bớt đi những cái vết nhăn. Và phần thứ tư thì chắc anh Phạm Khanh rành lắm, là bởi vì nam giới thì sử dụng kem để giữ ẩm chứ không Đúng. có cần sử dụng cái loại collagen này. Đúng như vậy, thưa quý vị, một cái làn da mà khỏe mạnh mà nhìn đẹp đẽ đó thì phải phải nó có một cái độ ẩm nhất định của cái làn da đó, vì da khô thì nó sẽ nứt nẻ rồi thì là nó nổi những cái trắng trắng ở gương mặt rất là xấu. Chính vì lẽ đó mà cái kem này nó giúp cho chúng ta giữ ẩm cho làn da chúng ta, và cái chuyện mà giữ ẩm nó cũng rất là quan trọng để mà tránh cái vấn đề vi khuẩn xâm nhập trên cái làn da, đặc biệt là da mặt chúng ta nó rất là mỏng, thành thử ra là cái kem sau khi mà chúng ta dùng cái loại mà rửa sạch rồi thì đến cái se khít lỗ chân lông rồi serum làm cho săn chắc da ra, thì đây là cái kem giữ ẩm, tức là một cái dạng để mà dưỡng da, để làm da chúng ta nó có thể đàn hồi một cách nhẹ nhàng, không có bị căng thẳng quá, nó làm gây ra nên những cái vết nứt là như vậy. Và cái sản phẩm cuối cùng, cái này có Cái thể này là nam với nữ đều sử dụng được nam hết nữ đều sử nha. dụng hết, Đúng và rồi. chắc chắn là quý vị Chống nhăn phải không ạ? chống nhăn, mà đặc Chống biệt nhăn. nó là gọi là eye gel, tức là bôi lên cái những cái khuôn mắt mà chúng ta nó bắt đầu xuất hiện những cái vết gọi là vết nước, vết chân chim. Và một cái kinh nghiệm mà chúng tôi thấy các chuyên viên về mỹ phẩm hay khuyên dùng đó là khi mà cơ thể cái trên mặt của chúng ta, cái mắt chúng ta đã bắt đầu xuất hiện những vết dù nhỏ nhất chúng ta phải dùng ngay. Có nhiều người kỹ cẩn thận hơn là dùng trước khi mà nó xuất hiện những vết nứt. Còn khi mà nó xuất hiện vết nứt rồi thì tất nhiên là khi mà chúng ta sử dụng nó sẽ khó khăn hơn, cái mức độ mà nó hiệu quả nó cũng sẽ kém hơn là cái loại này. Nói tóm lại là khoảng chừng phụ nữ khoảng chừng 25 tuổi cho tới 28 30 thì chúng ta bắt đầu phải cẩn thận về làn da, đặc biệt là xung quanh khóe mắt. Còn nam giới chắc khoảng chừng 35 40 trở Cái lên quan thì bắt trọng đầu là tùy theo cái tùy mức độ là suy theo nghĩ nhiều hết. đúng rồi, tùy theo người đó cảm. Thực sự ra đó thì đối với xã hội chúng ta bây giờ, ngày xưa người ta cứ nói rằng nam giới không có chú trọng về bề mặt bên ngoài, nhưng mà thực sự ra điều đó nó cũng rất là quan trọng. Bây giờ cái sự mà qua cái như cái sự quan tâm của nam giới về cái sắc diện bên ngoài nó cũng gia tăng đó, anh Phạm Đúng Khanh như biết không? vậy, đó là một Nó trong rất là những cái quan cách trọng. thành công khi mà chúng ta tiếp xúc với mọi người, mang lại cái sự tự tin. Và nhiều quý vị biết là khi mà chúng ta đi xin việc làm cũng vậy, làm sao mặt mình, da mình sạch sẽ sáng sủa thì ai cũng muốn thuê mướn mình vào công ty để mà làm việc cho họ hết, phải không ạ? Vì cái vẻ bề ngoài, nhất là biểu hiện trên gương mặt chúng ta, nó góp phần cho cái sự thành công khi mà chúng ta nói chuyện hoặc là deal với một cái transaction nào đó, đặc biệt là đối với những người mà có vấn đề giao tiếp xã hội nữa. Và chúng tôi xin một lần nữa nhắc lại là bộ kem dưỡng da của công ty Princess Lifestyle gồm có 5 thành phần. Thứ nhất đó là thành phần rửa sạch cái làn da chúng ta.
Như quý vị nói rằng thì là chúng tôi rửa sạch thì có thể lấy nước bình thường rửa, nước ấm hay nước này kia rửa. Thật sự ra khi người ta chế ra cái cleanser này người ta cũng có mục đích. Cái nước bình thường quý vị rửa hoặc là cái nước gì đó ấm, nước này kia rửa không thể nào sạch được hết. Cái cleanser này nó có một cái chất nó đi ăn sâu vào bên trong cái lỗ chân lông, nó bám, nó lấy ra tất cả những cái chất cặn bã, bám những cái chất dầu quý vị ở trên da, lấy tẩy sạch ra hết mà nước thường không thể nào làm được. Rồi cái thứ hai là cái loại mà sau khi đã rửa sạch rồi thì những cái lỗ chân lông có thể nó không có khích lại, thì cái serum này nó làm cho những cái lỗ chân lông nó khích lại. Khích lại là như thế nào? Để nó tránh vấn đề vi khuẩn, bụi bặm và nó ăn nhầm vào bên trong cái lỗ chân lông và nó gây ra cái vấn đề mụn. Thành thử ra là lỗ chân lông xe khít. Bởi vì thấy mà lỗ chân lông đặc biệt là trên cái gương mặt của mình mà nó xe khít nó thì cái vàng da nó sẽ mịn màng hơn. Còn nếu lỗ chân lông mà nó hở nó lớn quá thì nhìn cái gương mặt nó sần sùi, nó không có được đẹp. Cái đó là cái tác dụng của chai thứ hai. Và cái chai thứ ba là cái chai mà serum nó làm cho săn chắc làn da hơn, không mà sáng sủa hơn, là chai serum. Chai cuối cùng là cái chai thứ tư là chai dưỡng da, không mà là một cái loại mà nó làm, nó gây một cái sự độ ẩm để mà giữ cái độ ẩm trên làn da của chúng ta. Và cái cuối cùng là cái mà ai cũng quan tâm, đó là vấn đề cái gel trên mắt của chúng ta. Cái đó là một cái bộ chúng tôi nghĩ rằng rất là đầy đủ cho một quý vị khi mà chăm sóc cái gương mặt của mình. Và chúng ta thấy là trong cái hộp mang màu xanh như vậy, chúng ta thấy là để nó rất là an toàn để cho chúng ta sử dụng. Mình nhìn thấy cái màu mình cũng đã thích rồi. Bởi vì những cái nguyên liệu ở trong này đều là những nguyên liệu thiên nhiên hết. Chúng ta rất là yên tâm bởi vì nó không có hóa chất, cho nên mới được mang cái màu xanh như thế này, thưa quý vị. Hơn nữa, chúng ta đôi khi chúng ta nghĩ rằng da của tôi dầu thì da của tôi tức là nó đã có độ ẩm. Thực tế ra, da dầu không có nghĩa là đã có độ ẩm. Nó vẫn có thể nhăn như thường bởi vì nó thiếu cái nước. Cho nên cái kem dưỡng da này nó vừa giúp cho chúng ta giữ nước ở trong làn da mà nó vừa chống lão hóa nữa. Và cái serum này không những là nó kích thích cái collagen và làm cho da chúng ta được mịn màng và săn lại, tức là khi mà da bắt đầu có cái điệu chảy xệ xuống rồi thì cái collagen này nó giúp chúng da chúng ta săn lại. Nhưng mà bên cạnh đó, công ty dược thảo Princess Lifestyle cũng bỏ một cái chất ở trong này, đó là để làm cho da của chúng ta trắng da, tức là nó sáng hơn. Cho nên là chúng ta rất là yên tâm để sử dụng cái bộ mỹ phẩm này. Quý vị biết rằng là nếu mà không có hóa chất thì làn da ở trong vấn đề sức khỏe như thế nào cũng có thể sử dụng được. Da nhạy cảm hay là da khô hay là da nhờn hay là da bị nhăn nheo chảy xệ hay là da bị lão hóa sớm quá đều có thể sử dụng được để cải thiện cái làn da, mang lại cho chúng ta cái tuổi thanh xuân bất kỳ ở lứa tuổi nào. Đôi khi các quý ông cũng có một vài thắc mắc nói rằng mua cho vợ như vậy, nhiều khi tôi muốn sử dụng thì tôi sợ người ta nói rằng đàn ông mà sử dụng kem dưỡng da như vậy thì yếu. Nhưng mà không có phải, thưa quý vị. Ở cái lứa tuổi nào chúng ta cũng cần phải chăm sóc cho cái diện mạo bề ngoài, và bất kể là nam giới hay là nữ giới, nhất là khi chúng ta ở thế kỷ thứ 21 thì cái sự coi như là con người nó càng ngày nó càng tân tiến, cho nên cái chuyện mà chúng ta chăm sóc cho cái diện mạo bên ngoài nó không còn là vấn đề mà chúng ta phải thấy rằng ngại ngùng nữa. Nhưng quý vị cứ yên tâm để sử dụng cả nam lẫn nữ. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến chức năng của cái bộ kem này, sử dụng ra làm sao cho đúng cách, hoặc là quý vị muốn có những cái chương trình giảm giá, xin quý vị hãy liên lạc trực tiếp với công ty qua số điện thoại là 1-800-990-8319. Tuy nhiên, Lưu Nguyễn Linh biết được rằng trong chương trình ngày hôm nay đã thì anh Phạm Khanh đã được sự đồng ý của ban giám đốc của công ty, đó là cái giá của bộ mỹ phẩm là 180 đồng. Trong chương trình ngày hôm nay thì còn lại là bao nhiêu, thưa anh? Off 40 đồng và chỉ còn 140 đồng mà thôi. Quý vị gọi ngay cho công ty Princess Lifestyle vào giờ này để hưởng được cái chương trình promotion này. Và chương trình promotion off 40 đồng này sẽ không kéo dài. Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa, giá 180 đồng, quý vị được discount là 40 đồng nếu gọi vào giờ này. Và giá cuối cùng quý vị chỉ trả là 140 đồng mà thôi. Và nhớ nói xem trên Lido Sài Gòn TV cùng với Lưu Mỹ Linh và Phạm Khanh. Vì thấy cái hộp màu xanh Lưu Mỹ Linh nói đó, phải nói là rất là dễ thương, nhìn rất là mát mắt, và nó mang một cái ý nghĩa về môi trường và cũng như là dược thảo bên trong này nữa. Và cái hộp màu xanh này đó thì cũng được bọc bên ngoài bằng một cái hộp giấy đỏ. Khi mà quý vị mua đó thì công ty sẽ có một cái bọc bên ngoài bằng giấy đỏ nữa, rất là thuận lợi để chúng ta có thể làm cái phần quà biếu cho người thân bạn bè mà không cần phải tốn tiền mua thêm giấy gói, mất thời gian nữa, rất là tiện lợi, phần quà nhỏ. Và cái điều mà chúng tôi thấy nữa đó là các cái chai lọ đứng đựng những cái loại mỹ phẩm này thì có cái kích cỡ cũng rất là nhỏ, chúng ta có thể bỏ bóp đi mang theo đi du lịch, trên đường chúng ta có thể sử dụng rất là dễ dàng, hoặc là mang vào sở làm, vân vân.
bất cứ nơi nào vì đều có thể sử dụng các loại mỹ phẩm đặc biệt này của công ty Princess Lifestyle. Một lần nữa, ốp 40 đồng gọi ngay từ bây giờ, giá 180 đồng chỉ còn 140 đồng mà thôi. Số điện thoại shipping thì sao ạ? Shipping thì quý vị cũng có thể được free nếu quý vị mua với cái giá đó, và đặc biệt là trong chương trình ngày hôm nay mà thôi, thưa quý vị. Và nói về chương trình shipping thì chúng tôi cũng nhắc luôn là khi quý vị mua 6, quý vị sẽ được tặng 1 và được free shipping cấp Hoa Kỳ nữa, các loại thuốc dược thảo khác nữa. Vì nhớ nha, là trong ngày hôm nay mà thôi. Còn cái gì nữa, sổ số nữa. Sổ số nữa, khi quý vị mua các loại thuốc dược thảo này thì cứ một chai thì nhận được một cái tấm vé số. Phải không ạ? Và sẽ tham dự vào chương trình sổ số mà có giải thưởng từ 100 đến 500 đồng. Mà cứ khoảng 2-3 tháng thì chúng tôi sẽ sổ số một lần để mà đem đến những cái may mắn cho quý vị. Và vừa rồi chúng tôi sổ số cách đây khoảng 2 tuần. Rất là nhiều quý vị đã trúng những cái giải thưởng 300 đồng, 500 đồng, 100 đồng rất là nhiều. Phải không ạ? Như vậy là mua 6 tặng 1, được 6 tấm vé số để tham gia chương trình sổ số. Free shipping khắp Hoa Kỳ nữa. Rồi thêm cái hộp mỹ phẩm này thì giá 180 đồng, discount 40 đồng, chỉ còn 140 đồng mà thôi. Gọi cho công ty ở số 1-800-990-8319, 1-800-990-8319. Xin quý vị hãy cho mình một cơ hội để sử dụng những sản phẩm của công ty dược thảo Princess Lifestyle trong uống ngoài thoa, nhân sâm trường thọ hoàn toàn 100% organic, mang lại cho quý vị một sức khỏe như là quý vị mong muốn. Ngoài thoa đó là một bộ mỹ phẩm hoàn hảo, toàn là những nguyên liệu bằng thiên nhiên, cho nên chúng ta không có lo rằng hóa chất độc hại hay là một cái gì đó để trong sẽ làm cho hư hại làn da của chúng ta sau này, giúp cho làn da của quý vị trở nên tươi tắn mịn màng và trở lại tuổi thanh xuân. Quý vị có những thắc mắc xin hãy gọi trực tiếp cho công ty. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn Louis Linh đã đến với chương trình ngày hôm nay, giới thiệu cho quý vị về bộ mỹ phẩm cũng như loại nhân sâm trường thọ của công ty Princess Lifestyle. Chúc quý vị sống vui, sống khỏe, trẻ đẹp và sống trường thọ với công ty Princess Lifestyle. Xin trân trọng kính chào.